Hallo ihr Lieben, hier ist Herm. Schön, dass ihr angeschaltet habt. Heute ist wieder ein Video zum Vietnamesisch lernen. Manche von euch haben sich inzwischen das Thema Smalltalk gewünscht. In diesem Video lernen wir dann einige nützliche Ausdrücke, die man verwenden kann, wenn man eine Verabredung mit jemandem treffen will. Bevor wir beginnen, wiederholen wir ganz schnell einige wichtige Anredeformen, die ihr in einem Gespräch mit Freunden verwenden könnt. Für weibliche Personen, die bis zu 10 Jahre älter als der Sprecher sind, verwendet man Chi. Chi anstelle von Du. Chi bedeutet ältere Schwester. Und der Sprecher selbst ist M. M. M bedeutet jüngere Schwester oder jüngere Bruder. Männliche Personen, die bis zu 10 Jahre älter als der Sprecher sind, spricht man mit ein an. Ein bedeutet älterer Bruder. Und der Sprecher selbst ist auch M. M. Für weibliche sowie männliche Personen, die im gleichen Alter wie der Sprecher sind, verwendet man Ba. Ba. Ba bedeutet Freund. Und der Sprecher selbst ist Ming. Ming. Ich. Bạn đã có kế hoạch gì tối nay chưa? Bạn đã có kế hoạch gì tối nay chưa? Bạn đã có kế hoạch gì tối nay chưa? Hast du heute Abend schon was vor? Hier können Sie die Zeitangabe auch variieren. Hôm nay, hôm nay, heute. Ngày mai, morgen. Tối nay, heute Abend. Tối mai, morgen Abend. Chiều nay, heute Nachmittag. Chiều mai, morgen Nachmittag. Vào cuối tuần, am Wochenende. Tối nay bạn có rảnh không? Tối nay bạn có rảnh không? Tối nay bạn có rảnh không? Hast du heute Abend Zeit? Bạn có muốn đi đâu đó vào cuối tuần không? Bạn có muốn đi đâu đó vào cuối tuần không? Bạn có muốn đi đâu đó vào cuối tuần không? Hast du Lust am Wochenende irgendwo hinzufahren? Bạn có muốn đi ăn với mình không? Bạn có muốn đi ăn với mình không? Bạn có muốn đi ăn với mình không? Hast du Lust mit mir essen zu gehen? Hier sind noch andere Freizeitaktivitäten. Đi xem phim. Đi xem phim. Ins Kino gehen. Đi cà phê. Đi cà phê. Ins Café gehen. Đi xem hòa nhạc. Đi xem hòa nhạc. Ins Konzert gehen. Đi mua sắm. Đi mua sắm. Einkaufen gehen. Đi bơi. Đi bơi. Schwimmen gehen. Nghe hay đấy. Vậy khi nào mình gặp nhau? Nghe hay đấy. Vậy khi nào mình gặp nhau? Nghe hay đấy. Vậy khi nào mình gặp nhau? Hört sich gut an. Wann sollen wir uns treffen? Gặp nhau lúc 8 giờ nhé. Gặp nhau lúc 8 giờ nhé. Gặp nhau lúc 8 giờ nhé. Lass uns 8 Uhr treffen. Ừ, được.
Ừ, được. Ja, es passt. Muộn hơn một chút được không? Muộn hơn một chút được không? Muộn hơn một chút được không? Geht es ein bisschen später? Und wenn ihr die Einladung absagen wollt? Tiếc là mình không thể đi được. Tiếc là mình không thể đi được. Tiếc là mình không thể đi được. Tut mir leid, ich kann leider nicht. Mình đã có kế hoạch rồi. Mình đã có kế hoạch rồi. Mình đã có kế hoạch rồi. Ich habe schon Pläne. Mình e rằng mình đã có kế hoạch rồi. Mình e rằng mình đã có kế hoạch rồi. Ich fürchte, ich habe schon Pläne. Mình rất mệt. Mình rất mệt. Ich bin zu müde. Mình còn phải học bài. Mình còn phải học bài. Mình còn phải học bài. Ich muss noch lernen. Hiện tại mình có rất nhiều việc cần phải làm. Hiện tại mình có rất nhiều việc cần phải làm. Hiện tại mình có rất nhiều việc cần phải làm. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Tuần sau có được không? Tuần sau có được không? Tuần sau có được không? Vielleicht nächste Woche? So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Wünsche für die zukünftigen Videos habt, schreibt mir sie bitte in die Kommentare. Darauf werde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!